và các bạn xin chào nhé, mình đã gặp anh Phong rồi. Đây anh Phong, chính anh Phong và thằng bạn mình, nó rất anh Phong này. Đây đây bạn anh Phong, ôi tại anh sao chưa nhỉ? Vâng em làm YouTube mà anh, em 12 người đã ký rồi. 12.000 á? 12 người thôi anh ạ. Đấy nhá anh Phong. Em tên gì? Em gửi cho anh bức thư ở đây đấy. Công banh em mơ ấy. Bức thư nào? Ơ? Đây à? Không, rõ ràng em để chỗ kia mà anh. Đâu? Em dán bức tường chỗ kia kìa. Vậy thì mấy người già người ta đi dọn ngõ, người ta xóa đi rồi. Đây, hai thằng ngu kia nó cứ đi ra đây các bạn ạ. Cái mày là gì? Cái mày là gì? Anh em là công banh em mơ. Công banh mơ á? Công banh game mơ ạ. Công banh game mơ ạ? Vâng ạ. Mày làm về game à? Vâng, em làm hình tinh. Tháng sau em mới làm về game Minecraft cho anh. Vâng, đấy, đây nhá, đây bố thanh đi. Đây nhá, mọi người nhá, mình đã gặp nhá. Ok, mình đã gặp Phong Mũi Trôn nhá mọi người. Thấy chưa? Mọi người thấy mình cái sao chưa? Vâng ạ. Có một lần đầu tiên em không biết anh, nhưng mà bạn lần đầu lúc mà anh đánh trống ở trường em phát là bắt đầu bạn nó mới bảo là Phong Bụi đánh trống đấy. Đấy thì em bắt đầu em biết là mình anh ra chứ. Đây là lớp mấy đây? Lớp 8 ạ. Trung lớp hết ạ. Thằng này lớp 6 ạ. Thằng này lớp 6 ạ. Lớp 1 mà. Đấy nhá, thằng này lớp 6. Thằng này lớp 1. Đúng rồi. Không. Anh nói vậy thôi, chim nó mọc đầy lâu rồi. Em sẽ được bác. Ra ngoài này không, gần đấy trong làng. Ok nhá mọi người nhá. Xe cổ đâu? Xe để nhà em ạ. Nhà mày gần đây à? Vâng, nhà em cùng xóm với anh mà. À vậy à? Vâng ạ. Trong kia à? Không, ở xóm bên kia cách một xóm ạ. Cùng xóm giờ đi đây cách tường kia là xong. Hồi trước là cùng xóm mà trung thu là cắm trại một cái trại thôi. À vậy á? Vâng. Này, xóm bên này à? Vâng ạ. Nhưng mà giờ nó tách ra thì xóm anh có con rồng, xóm em là mua hai con lân này. À vừa rồi. Anh được bao nhiêu người đăng ký rồi? 41.000 mà. 41.000 rồi. Anh lên như dương cầm số á. Đúng rồi, từ khi anh đóng giả anh kháo bảnh ấy. Đấy. Ừ, nhớ à? Mai Hà là kháo bảnh. Thôi chịu. Và giang hồ đến phạc chết. Đứng rồi, giỏi rồi. Sướng. Bây giờ vừa đi học thêm về à? Không ạ, bọn em ở đây ạ. Em vừa ở đây. Đặt áo á? Vâng, đặt áo nhưng mà không thành công. Chuẩn bị ông đá. Đặt áo vâng. Giải à? Em đặt tên là Cowboy Gamer và FC YouTuber. Đấy. Còn mấy thằng này là FC bộ đôi yêu nhau. Em định làm YouTube thì đã tìm hiểu về YouTube chưa? Em tìm hiểu rồi nhưng mà em giờ em phải đăng ký cái Google AdSense nhưng mà em hồi trước lên nhá, em để em đăng ký nhưng mà nó chưa nó... đủ tuổi đúng không? Chưa không phải. Em vẫn đăng ký nhưng mà nó phải bảo là gửi cho cái mã bưu điện đấy, nhưng mà không biết cái mã là gì. Em về hỏi bố mẹ nhưng mà lên tìm hiểu trước thì mới làm. Vâng, tìm hiểu nhiều lắm rồi. Mai anh làm cái video anh hướng dẫn mà. Vâng. Chúng mày vào nếu mà đam mê vào một xem. Vâng. À, tối rồi thì gặp nhau vậy là vui rồi nhỉ? Vâng, rồi. Bắt tay anh quá. Bắt tay anh nhá. Bắt tay anh. Về nhá. Ok, vậy tôi đi về.